Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với một cái tình huống nâng cao hơn. Ví dụ các bạn thấy khi chúng ta gõ như thế này, nó cũng tương tự như là khi chúng ta truy cập vào một cái trang chủ. Trang chủ thì thường thường ví dụ như chúng ta truy cập vào google.com rồi zenven.com thì ở đây cũng vậy, đang truy cập vào trang chủ vào cái tên miền hiện tại thì cái bọt hiện tại của chúng ta là gì? Cái domain hiện tại là 107.0.0.1 thì nó ra kết quả như thế này. Bây giờ chúng ta muốn như thế này. Khi mà tôi truy cập vào cái đường dẫn này á thì nó ra là homepage. Rồi khi tôi truy cập vào đường dẫn ví dụ như là xuyệt, chúng ta vào about thì nó sẽ mở ra cái trang about chúng ta. Như vậy thì lúc này chúng ta sẽ làm như thế nào? Bây giờ á thì tôi cũng quay lại visual của chúng ta. Rồi ở đây thì cứ để cho cái thằng Notion nó chạy ha. Chúng ta có thể kéo nó xuống để tăng cái kích thước của vùng làm việc này. Bây giờ thì tôi sẽ tiếp tục. Chúng ta có một cái tập tin là homepage rồi. Tôi sẽ viết gọn lại homepage. Rồi bây giờ tôi sẽ tạo mới một tập tin. Tôi sẽ duplicate nó ra. Ở đây chúng ta sẽ có ví dụ như là tập tin about. Tập tin about thì ở đây tôi sẽ đổi là about. Rồi, như vậy thì rõ ràng các bạn thấy chúng ta có hai tập tin. Ở đây chúng ta có thể thêm một cái thẻ B gì đó cho nó khác một tí ha. Ví dụ như tôi thêm vào con đòn test gì đi. Ví dụ như vậy để cho nó khác so với trang kia một tí. Rồi, như cái yêu cầu mà chúng ta muốn là gì? Khi mà chúng ta gõ như thế này hoặc là khi chúng ta không gõ gì hết với dạng là truy cập vào trang chủ thì nội dung của trang home sẽ được hiển thị. Còn khi chúng ta gõ search about thì cái trang about này nó sẽ được lấy và nó hiển thị lên cho chúng ta. Như vậy thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên á để dễ quản lý thì chúng ta nên tạo ra một cái folder view chẳng hạn. Và folder view thì chúng ta sẽ chứa hai tập tin about và tập tin home. Tôi di chuyển vào đây. Để cho cái mã nguồn của chúng ta các bạn thấy nó nhìn nó dễ quản lý hơn. Tiếp tục là gì? Tiếp tục là chúng ta sẽ quay lại tập tin app. Ở đây á chúng ta có on request và on request của chúng ta sẽ thực hiện công việc là đọc cái file. Rồi, ok. Ngay chỗ này á thì các bạn thấy rằng cái việc mà chúng ta đọc một cái file nào đó bây giờ nó phụ thuộc vào gì? Phụ thuộc vào người dùng họ gõ trên cái URL nè. Như vậy thì chỗ này chúng ta phải xử lý là làm sao chúng ta lấy được cái giá trị từ URL mà người dùng họ nhập vào. Và để lấy được cái phần URL chúng ta tiếp tục sử dụng một cái module mới trong thằng Node.js. Ở đây ha, tôi sẽ sử dụng thêm một module nữa. Tôi sẽ import nó vào, đó là module URL. Thì chúng ta cũng require nó vào thôi. Require và tên của nó. Lúc này nó sẽ là URL. Và khi chúng ta đã có URL rồi, tôi sẽ thử in nó trong cái function là on request cho các bạn xem. Ngay chỗ này chúng ta sẽ gọi như sau. Trước khi tôi gọi nó thì tôi sẽ in ra. Đây tôi sẽ in ra nè. Zlog. Chúng ta sẽ in ra cái giá trị là request. Tiếp tục chấm URL. Rồi, URL này chúng ta để ở đây ha. Một tí nữa chúng ta sẽ xử lý sau. Bây giờ chúng ta in cái thằng này ra để xem nó có cái gì. Quay lại đây. Chúng ta sẽ thử refresh lại. Các bạn thấy là file not found. Lý do là vì chúng ta vừa di chuyển cái tập tin home nè vào trong folder view. Như vậy chỗ này phải đổi là một tí vào view. Rồi, lưu lại ha. Ở đây chúng ta quan sát ngay tại chỗ này. Các bạn thấy chúng ta in ra được cái URL. Đây, chúng ta in ra được là request.url. Nó có giá trị là dấu xuyệt, rồi xuyệt favicon.ico gì đó. Tôi refresh lại cho các bạn xem. Khi mà refresh lại, chúng ta xem ha, nó có ra được cái trang home hay không. Rồi, ở đây chúng ta thấy nó xuất hiện kết quả homepage. Bây giờ tôi quay lại, tôi xem console. Đây, các bạn thấy nó in ra được cho chúng ta là một dấu xuyệt. Bây giờ thì tôi sẽ thử truy cập vào một cái đường dẫn khác. Ở đây tôi sẽ gõ linh tinh đi, about đi, tôi enter. Rồi, tôi quay lại đây tôi xem. Thì rõ ràng các bạn thấy chúng ta in ra được giá trị là xuyệt about. Như vậy từ cái thằng request.url chúng ta sẽ biết được mà người dùng họ đang truy cập vào trong cái đường dẫn nào. Như vậy thì chúng ta chỉ cần if else theo cái thằng này là xong. Tuy nhiên á, ở đây á, tôi gọi thêm cái thằng url. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem tại sao tôi gọi ha. Ở đây thì tôi sẽ có một cái phương thức như thế này. URL là cái module mà chúng ta import vào. Nó sẽ có một cái phương thức gọi là phương thức bạc. Rồi, trong phương thức bạc này chúng ta sẽ truyền vào một cái đường dẫn.
Ví dụ như tôi truyền vào đây cái giá trị là zenvn.com rồi xuyệt abc, tôi lưu nó lại, rồi chúng ta để nó khởi động lại ha. Sau đó tôi qua đây đây, tôi refresh lại, chúng ta vẫn ra home page. Qua đây đây để xem, thì các bạn thấy là gì, từ cái thằng url chấm bạc, cái domain, rồi những cái đường dẫn phía sau, chúng ta in ra được nhiều cái thông tin hơn. Ví dụ như chúng ta in ra được cái gì, cái path name nè, rồi chúng ta in ra được cái path, cái href. Trong trường hợp này tôi sẽ thử truyền vào một cái url hợp lệ luôn. Tôi sẽ thử truy cập vào trang của Zenven, zenven.com. Rồi chúng ta sẽ thử truy cập vào một cái trang nào đó, ví dụ như trang khóa học trực tuyến đi. Rồi thậm chí tôi vào một khóa học luôn, khóa học Reaccess. Chúng ta sẽ copy cái link của khóa học Reaccess, copy cái link, không cần phải truy cập vào cho nó lâu. Rồi tôi qua đây đây, tôi sẽ paste cái đường dẫn của chúng ta vào, tôi đưa vào đây ha. Rồi chúng ta lưu lại và chúng ta qua đây đây, chúng ta sẽ refresh lại nè. Rồi chúng ta xem nó ra kết quả gì, để xem nó có ra homepage hay không. Đây nó ra homepage và quay lại đây, thì các bạn thấy lúc này nó in ra được cho chúng ta nhiều cái thông tin hơn. Ví dụ như cái giao thức là https, rồi hot là zenven.com, rồi hot name, rồi có query, có path name này nọ. Như vậy thì rõ ràng khi mà chúng ta sử dụng URL bạc thì chúng ta lấy ra được nhiều cái thông tin hơn và thông tin này chính xác hơn. Như vậy khi nãy các bạn còn nhớ rằng chúng ta phân tích như thế nào? Chúng ta phân tích ví dụ như nó truy cập vào đường dẫn này, thì chúng ta sẽ mở cái trang about, open about .html. Rồi ngược lại nếu nó truy cập vào trang chủ, đây nó truy cập vào trang chủ, thì chúng ta chỉ cần mở là trang home. Rồi ở đây là home. Như vậy thì khi mà chúng ta in ra đối với cái thằng URL bạc nè, chúng ta có thể truy cập tiếp vào thuộc tính gì? Thuộc tính path hoặc là thuộc tính path name của nó. Để chúng ta có thể lấy ra cái phần phía sau. Cái phần phía sau là xuyệt about hoặc là cái dấu xuyệt. Và khi mà chúng ta đã lấy được cái dấu xuyệt about hoặc là dấu xuyệt rồi, thì chúng ta có thể so sánh. Nếu như cái phần path name bằng xuyệt about thì chúng ta mở cái file about, ngược lại nếu là dấu xuyệt thì chúng ta mở cái file home. Như vậy thì ngay chỗ này tôi sẽ tiếp tục xử lý như thế này. Ở đây chúng ta sẽ đặt một biến đi. Ví dụ như path cái đường dẫn bằng. Rồi tôi sẽ gọi lại ha. Cũng copy toàn bộ nội dung này, tôi sẽ đưa vào đây. Ở đây url.bạc thì chúng ta in ra được cái đối tượng này. Đối tượng URL là các bạn thấy. Muốn lấy cái phần path name thì chúng ta sẽ tiếp tục là chấm path name. Như vậy ở đây tôi sẽ chấm path name. Rồi. Khi nãy chúng ta phân tích là ở đây chúng ta đã lấy được cái đường dẫn bằng cách nào? Chính là cái biến request. Request thì chính là cái đối tượng này ha. Chúng ta gọi đến cái gì? Chúng ta gọi đến thuộc tính là URL. Đó. Như vậy thì tôi tiếp tục in cái thằng path này ra cho các bạn xem. Tiếp tục qua đây. Refresh lại. Rồi để cho nó chạy. Rồi, nó đã in ra cho chúng ta giá trị là homepage. Tôi qua đây. Thì rõ ràng các bạn thấy path của chúng ta là gì? Là xuyệt about. Bây giờ tôi thử truy cập vào 1, 2, 3. Qua đây đây. Thì nó in ra chúng ta là xuyệt about 1, 2, 3. Rồi, như vậy thì rõ ràng các bạn thấy chúng ta có thằng path rồi. Như vậy chúng ta chỉ cần là if else dựa theo cái thằng path này để đọc file home hay là đọc file about. Vấn đề của chúng ta sẽ trở nên đơn giản hơn và chúng ta cũng đã biết cách giải quyết yêu cầu của bài tập này. Như vậy á, các bạn thấy cái phần đọc file là cái phần nào? Đây có phải là toàn bộ cái phần đọc file hay không? Rõ ràng đây là phần đọc file và chúng ta truyền vào cái file mà chúng ta cần đọc. Như vậy thì tôi sẽ tách nó ra thành một cái function đọc file riêng để sau này chúng ta sẽ if else cho nó dễ. Ví dụ như chúng ta if else như thế này, nếu path mà nó bằng xuyệt about thì sao? Thì chúng ta sẽ có toàn bộ nội dung này, tôi đưa vào đây đó. Còn trong trường hợp ngược lại, nếu path bằng cái dấu xuyệt chứng tỏ rằng người ta đang truy cập vào trang chủ, thì chúng ta sẽ copy nội dung này, chúng ta đưa vào đây. Ở đây là gì? Ở đây xuyệt about thì mở trang là about. Rồi ở đây truy cập vào trang chủ thì mở trang home. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem lại. Đây,
đang là about 123, tôi refresh lại. Chúng ta xem nó ra trang gì ha. Rõ ràng ở đây thì các bạn thấy nó cứ quay hoài, nó không trả về kết quả chúng ta. Do đường dẫn chúng ta truy cập là about 123, và trong cái code của chúng ta đâu có cái nào là about 123. Do đó thì nó không có trả về cái kết quả gì hết. Như vậy chỗ này thì chúng ta chỉ cần truy cập cho đúng ha. Ví dụ như tôi tạm thời tôi stop nó lại, tôi truy cập vào trang chủ của nó đi, chúng ta xem nó có ra homepage hay không. Rồi ở đây chúng ta thấy nó cũng quay quay như thế này và có lỗi xảy ra. Tôi quay lại rồi thì các bạn thấy lúc này ở phía dưới có lỗi xảy ra rồi, thì chúng ta cứ bình tĩnh chúng ta đọc cái lỗi. Nó báo ở app.js dòng 11, app.js dòng 11. Cái phần so sánh của chúng ta các bạn thấy nếu bát bằng thì mới đúng, còn phía trên là chúng ta gán bằng, ở đây phải là bằng bằng thì mới đúng. Rồi tôi lưu nó lại. Tôi qua lại đây, chúng ta sẽ enter để truy cập lại. Rõ ràng nó ra ngay cái trang là homepage. Tôi mở một tab mới, bây giờ tôi sẽ gõ là xuyệt about, xem có ra trang about của chúng ta hay không ha. Rồi lúc này thì các bạn thấy nó in ra được là about page và ở phía dưới có chữ là about 123. Điều đó chứng tỏ rằng chúng ta đã xử lý được tùy theo cái đường dẫn người dùng họ gõ mà chúng ta mở cái trang home hay là chúng ta mở cái trang about. Tuy nhiên lúc này phần code xử lý của chúng ta nó tương đối dài và nó có chỗ lặp lại. Do đó thì trong video sau thì tôi sẽ tách nó ra thành một cái function riêng, và cái function của chúng ta sẽ làm cho cái phần xử lý chỗ này nó gọn gàng hơn.